Vâng, shop em xin chào toàn thể các bác đam mê bẫy chim đêm Bắc Trung Nam. Hôm nay shop em lại lên một cấu hình combo giới thiệu sản phẩm bẫy chim đêm giá rẻ nhất và phù hợp túi tiền nhất cho anh em bẫy chim đêm Bắc Trung Nam nha các bác nhé. Đấy, đây là những cấu hình mà shop em đang về vừa rồi và hôm nay mang ra trưng bày cho các bác. Các bác có nhu cầu về sản phẩm bẫy chim đêm như thế này, các bác cứ alo và 2 số điện thoại ở góc màn hình các bác nhé. Bên em rất sợ chuyển hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán bưu tá các bác nhé. Đấy. Và đây là những bộ combo cấu hình bẫy chim đêm giá rẻ phù hợp túi tiền nhất hiện tại bây giờ các bác nhé. Đấy. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu đó âm ly son 263B huyền thoại rồi, nó là bản nâng cấp của âm ly son 288 các bác nhé. Đấy. Đầu thứ hai là loa lén Việt Nam, đây là loa lén 15W các bác nhé. Đây bác đang nhìn thực tế và loa chép. Đấy, và côn loa chép các bác nhé, và lưới. Các bác nhu cầu đánh lưới như thế nào cũng alo về cho shop, bao nhiêu bên shop có lưới 50m và 100m các bác nhé. Đấy. Và đây là tổng thể ở trong kho em rất chi là nhiều, vì vậy em chỉ mang ra đây để tượng trưng trưng bày giới thiệu sản phẩm thôi. Đấy. Và các bác biết rằng là hiện tại chúng ta đang vào tháng 5 rồi, chuẩn bị sắp sửa chúng ta một số nơi anh em đã cong buồm ra khơi để đánh, chuẩn bị đánh nhát hoa các bác nhé. Một số vùng hiện tại các bác đã, một số tỉnh thành hiện nay đã gặt lúa rồi, nhất là các bác Thanh Hóa, Thái Bình hiện tại đã gặt lúa rồi, hiện nay các bác đã cong buồm ra khơi cũng rất chi là nhiều rồi. Đấy. Và hôm nay giới thiệu combo cấu hình bẫy chim đêm thế này, giá rẻ, thứ nhất là giá rẻ phù hợp túi tiền. Đấy. Vì sao em giới thiệu giá rẻ? Thứ nhất là loa lén Việt Nam giá rất kỳ hợp túi tiền anh em. Đấy. Hiện tại bên các bác đang nhập loa toa về, em thấy rằng loa toa hiện tại giá cũng rất chi là đắt, không như thời xưa. Thì chúng ta nhập bên em nhập đầu mối về các loại loa toa thì giá rất chi là hợp lý thôi, nhưng hiện tại bây giờ tất cả giá cả thị trường đã lên, vì vậy loa toa cũng lên giá rất chi là đắt. Riêng một cái loa toa 10W thôi hiện tại đã gần 1 triệu đồng rồi. Loa toa 15W, loa toa như thế này hiện tại bây giờ một số shop bán đã là 1 triệu rồi, đến chi gần 1 triệu. Đấy, em thẳng luôn như vậy. Và cái loa lén Việt Nam này cũng không là phóng, cũng không thua kém gì loa toa các bác nhé. Đấy, giá thành hợp túi tiền, rẻ, thay thế cũng rất chi là dễ. Và mua côn của loa lén 15W, loa lén Việt Nam này cũng rất chi là dễ, không như loa toa các bác nhé. Riêng cái côn loa toa đã gần bằng một chiếc loa lén Việt Nam này rồi. Đấy. Và thứ hai, chúng cho các bác đang đánh, hiện tại một số các bác đang cong buồm ra khơi đánh trích, đánh gà, đặc biệt là các bác đánh trích ấy. Hiện tại các bác đánh loa chép, loa chép kia cũng rất chi là nhiều. Đấy. Như vậy các bác hiện tại mua bên shop cũng rất chi nhiều, mua theo ví dụ các bác mua thêm 2 cái côn kia để phòng theo là cháy côn chép các bác nhé. Và sắp tới là các bác đánh trích, đánh rẽ run con nhát hoa ấy. Đấy, thì các bác cũng mua rất chi là nhiều để côn dự phòng các bác nhé. Thì loa chép chúng ta đánh trích mới đánh rẽ run con nhát hoa ấy, thì chủ yếu bằng loa chép là chính. Như vậy các bác hầu như là các bác mua phòng cho mình rất chi nhiều côn. Đấy. Và âm ly 263, đây là âm ly 263 chức năng nâng cấp cải tiến, hiện tại nâng cấp cải tiến rất chi là nhiều so với son 288 hiện tại bây giờ. Thời xưa là son 288 nó là đỉnh, bởi vì nó ra hàng rất chi ít lỗi, nhưng hiện tại bây giờ do nhu cầu thị trường bên Trung Quốc ấy, sản xuất là sao chúng ta đặt số lượng nhiều, vì chúng ta đánh nhiều về son rồi, như vậy hàng son bây giờ cũng rất chi là nhiều hàng lỗi các anh nhé. Nhất là lỗi IC của son nó rất chi nhanh cháy, dễ cháy, bởi vì nó là nguyên khối hộp của nhôm, vì vậy nó không hệ thống cách điện, các bác chỉ quật mát phát là cháy IC rồi. Riêng riêng âm ly 263B này nó có lớp cách điện, vì các bác quẹt mát vào cũng không lo bị cháy IC các bác nhé. Trừ khi các bác đi đêm hôm uống rượu hoặc là chập chạng ngã với các quẹt và chẳng may đấu nhầm cực âm dương thôi thì mới lo cháy, chứ thường thường là các bác quẹt mát thoải mái không mà lo bị cháy IC của 263B này. Và đặc biệt có âm ly 263B này có một chức năng nó là rất chi là hay, các bác giả sử các bác quên USB, đấy, quên USB hoặc là quên thẻ nhớ điện thoại SDK kia thì các bác có thể dùng chức năng Bluetooth các bác nhé. Trong lúc chờ đợi, chúng ta để điện thoại đấy, âm ly 263B này có chức năng bắt Bluetooth, vì vậy các bác bắt Bluetooth đánh tạm thời đấy cũng được, cũng ok. Và các bác cứ để đấy đánh, và chúng ta về lấy thẻ USB, thẻ nhớ SD card, các bác đánh, hôm sau lại cắm vào đánh rất bình thường các bác nhé. Và một số bác ở vùng gần nhà, đồng gần nhà ấy, thì các bác hầu như đánh bằng điện 220V, cái âm ly 263B đánh được điện 220V các bác nhé. Đấy. Riêng đánh điện 220V các bác đánh thoải mái luôn, kéo căng loa luôn. Các bác đấu một dàn loa đánh căng tiếng luôn, bởi vì riêng điện 220V là điện ổn định nhất. Em nói thật luôn, nhiều các bác đánh chuyên nghiệp, các bác mua rất nhiều 263B gần nhà, bác đánh điện đánh căng luôn. Đấy, riêng cái dòng này, riêng về đánh điện 220V đánh căng tiếng luôn, đảm bảo cho các bác đánh căng luôn. Không mà do nhiễu tiếng hay là đuối tiếng hay là gì cả, trừ khi chúng ta đánh bình ắc quy ấy, đêm mà sạc không ấy nó đuối điện ấy, đôi khi nó réo ù do vì chúng ta bị đuối điện các bác nhé. Riêng về cái này, em đi em bán bao nhiêu năm nay, thật sự các bác tại bây giờ rất chi là nhiều các bác hỏi về em đi 263B, và tại em lại phải nhập thêm rất chi là nhiều. Không như son 288, son 288 chỉ đánh điện 12V thôi, tuy rằng nhẹ điện nhưng mà nó lại có một nhược điểm là không bắt ở Bluetooth được và không đánh được điện 220V các bác nhé. Đấy, sản phẩm rất chi là nhiều. Đấy, sản phẩm rất chi là nhiều. Các bác có nhu cầu về sản phẩm bẫy chim đêm như thế này, combo đầy đủ. Okay, các bác mua combo như thế này, bên em sẽ khuyến mại cho các bác. Chứ là bên em không bán tiếng mà em cung cấp tiếng, khuyến mại tiếng cho các bác, về tiếng các bác đánh nhé. Riêng về thẻ nhớ, bên em sẽ khuyến mại cho các bác một thẻ SD card to kia kìa, để các bác đánh. Riêng về cắm USB vào ấy, đôi khi cái thẻ USB bây giờ anh em mua tuyến độc quyền, vì vậy đôi khi được cái thẻ nó không nhận, cái USB nó không nhận thẻ các anh nhé, không nhận tiếng ở USB đấy. Đấy. Đấy, đôi khi cái USB nó hỏng chân, hỏng cực hoặc bị virus là hầu như không nhận được, trừ khi các bác cắm bằng cái thẻ SD card to kìa, bằng thẻ nhớ điện thoại rất chi là thông dụng rồi. Bác cần tiếng gì cứ lên ra ngoài mạng cửa hàng điện thoại, hoặc các bác có dùng Android bác copy tải tiếng trực tiếp bằng điện thoại được. Bác không thích tiếng nọ copy tải tiếng về kia về được. Đấy. Sản phẩm hôm nay giới thiệu về đây thôi, giới thiệu ở đây thôi. Sản phẩm rất chi là nhiều ở kho. Các bác có nhu cầu về sản phẩm bẫy chim đêm như thế này, cần tư vấn hay hỗ trợ, các bác cứ alo về cho shop bằng 2 số điện thoại video các bác nhé. Bên em gửi hàng toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán biêu giá. Các bác đi qua kênh thấy hay và hữu ích, các bác cho kênh một like, một đăng ký, và đặc biệt các bác ấn nút chuông các bác nhé, để nhận nhiều video hữu ích hơn nữa và ra nhiều sản phẩm hữu ích hơn nữa cho anh em. Xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo.